Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. UI là gì? UI là một khái niệm liên quan đến sự tương tác và việc giao tiếp giữa con người và máy, nơi mà con người vẫn là chủ thể. Phân ngành dành riêng cho vấn đề này là một tập con của công nghệ thông tin, ngành chuyên nghiên cứu về tính tương tác giữa người sử dụng máy tính và máy tính. UI là liên kết giữa các môn khoa học. UI chính là sự liên kết đặc biệt giữa khoa học tri thức cùng với những bộ môn khác, tạo thành một mối liên kết đa dạng và độc đáo, là một trong những phần được đánh giá là có sự thay đổi không ngừng và hiện đại nhất hiện nay. UI là giao diện của phần mềm. UI là viết tắt của User Interface Design. Ý nghĩa của cụm từ này là thiết kế giao diện người dùng. Con người và máy tính muốn tương tác với nhau được tốt thì không thể thiếu đến giao diện người dùng. Sự tương tác này thể hiện qua hai phần, phần cứng như các thiết bị xuất nhập và phần mềm, một số chương trình. Thông tin nhẹ, thông tin chuyển đến người dùng qua nhiều con đường. Trong quá trình tương tác, con người chuyển đến máy tính những yêu cầu, mục tiêu, câu hỏi của riêng mình. Máy tính sau khi phân giải yêu cầu thành mã lệnh xong sẽ truyền lại thông tin tới người dùng về câu trả lời. Những thông tin cần thiết đã xác nhận hoặc chưa, quá trình truyền lại thông tin này diễn ra rất nhanh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Đáp ứng nhu cầu và đưa ra câu trả lời thích đáng cho những câu hỏi của người sử dụng. UI là cầu nối giữa người dùng và người viết phần mềm. Đối với các chuyên gia UI, tính tương tác liên quan đến UI hay còn gọi là khái niệm giao diện người dùng được tận dụng một cách triệt để. Những tương tác này quen thuộc đến nỗi, dù chưa từng nghe đến UI, nhưng sự có mặt của những sản phẩm tận dụng từ nó thì đã quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Ví dụ như những nút like, share, thả tim được thiết kế độc đáo đã trải qua vài lần thay đổi biến tấu. Icon comment và trong viết tin nhắn. Các chuyên gia ngày càng để ý và tìm cách nâng tầm quá trình trình diễn của sản phẩm trước mắt người dùng. Việc thường xuyên thiết kế lại các mẫu icon, màu của page, bài trí thông tin trang web chính là những minh chứng rõ ràng cho địa vị của UI trong ngành công nghệ thông tin vi tính ngày càng phát triển với một tốc độ chóng mặt. Người trong ngành thường xuyên phải có lối tư duy sáng tạo, nhiều ý tưởng mới để xây dựng những thiết kế hiện đại hơn mà vẫn đảm bảo được tính đồng nhất trong cả một hệ thống website rộng lớn mà không bị lỗi khi tiếp nhận một lượng lớn người truy cập hay bị gián đoạn khi có số truy cập đột ngột cao. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.